sâu tà áo Việt hôm nay, nhà thiết kế Việt Hùng mang đến cho chúng ta bộ áo dài truyền thống với tông màu chủ đạo là màu đen huyền bí. Gửi vào trang những niềm chất chứa và những phút giây lắng động nhất, nhà thiết kế nghe thấy trang nhảy múa và anh đã họa chút tình riêng thành vũ khúc dưới trang. Của nhà thiết kế Việt Hùng là vẻ đẹp bí hiểm nhưng không kém phần lộng lẫy của màn đêm huyền hoặc. Sắc vàng ánh lên trong đêm tối là sức sống muôn đời nơi cánh rừng lúc đêm về ca múa, cùng nhau xoay vần theo điệu múa đêm trăng. Hòa cùng điệu múa ấy, loài công hay phượng hoàng cùng tấu lên khúc hoang ca đêm về thanh thoát và quyến rũ.
bộ sưu tập này, nhà thiết kế hy vọng sẽ giúp các thiếu nữ trở nên đầm thắm và quý phái hơn khi diện trang phục trên mình.